con đường rất là đẹp của thủ đô Bratislava của nước Slovakia. Bên này thì đặc biệt rất nhiều các hãng xe sang, đặc biệt là các hãng xe Đức đặt nhà máy sản xuất tại đây rồi. Cho nên là trên đường phố rất nhiều xe đẹp, không như ở Hungary. Con phố này bình yên không này? Đây cũng là một trong những cái con phố cổ của đất nước này. Đẹp lắm. Các bạn nhìn thấy cái lá chĩa làm ba này, các bạn biết lá gì rồi này. Đẹp chưa? Con phố bình yên. Phía xa trên đỉnh đồi, trong cái đoạn TikTok các bạn đã xem, nó là tượng đài Cổng Hoài Hoàn Môn do nữ hoàng Teresa xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Và từ trên quạng đồi này nhìn xuống, nó là cả một cái cung điện mùa hè, nơi mà các hoàng đế và nữ hoàng của Vương quốc Áo đi săn rồi nghỉ dưỡng. Ở bên trong cái khuôn viên này, nó rộng đến khoảng 500 hecta. Thì đối diện cái cung điện mùa hè này là tượng thần biển Poseidon, và hoặc là hay gọi là Neptune, nước chảy tự nhiên xuống. Tổng thể khu vực này có khoảng 500 hecta. Bé thôi, chỉ 500 hecta thôi. Ở trong này thì người ta thả rất nhiều các cái loại thú, nhưng mà là thú lành thôi, để cho các triều đình, nó gọi nôm na là quan chức đi săn bắn, nghỉ dưỡng vào mùa hè. Khi mà các bạn đến đây thì các bạn lưu ý là giờ vào tham quan á, cung điện á, là người ta chia theo giờ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ là 10 giờ 20 sẽ đến lượt đi vào thăm cung điện. Người ta chống dồn tắc ở trong cung điện. Thế và những điều lưu ý khác đó là chúng ta nếu mà dành được nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ đi thăm các khu vườn, rồi là các cái khu trải nghiệm sa mạc, vườn thú ở đây. Người ta nuôi thả cũng rất là tự nhiên. Ở phía hai bên của quảng trường thì sẽ là 32 bức tượng rất là đẹp luôn. 32 bức tượng của các tượng thần khác nhau của Vương quốc Áo. Đây là khu rừng. Các bạn sẽ cùng nhìn tại cái trục chính giữa của cái khu vực cung điện mùa hè. Các hoàng đế ngày xưa ăn chơi quá. 500 hecta đây. Cái cung điện kia nó có khoảng 1.400 phòng luôn. Không hiểu sao mà ở hết được. Ở đây là các bức tượng xung quanh. Phía đằng sau này là vườn, nó gọi là vườn mê cung. Phía bên kia kìa, các bạn nhìn thấy chữ du không? Đấy là cái khu vực vườn thú. Chúng ta vào xem nuôi thú thả rất dễ chịu luôn. Thả tự nhiên để cho các hoàng đế rồi triều đình đi săn bắn. Đằng xa kia nữa là cái tượng đài Poseidon, hoặc là tượng đài tượng thần Neptune thì cũng được. Gọi chung là cách gọi khác nhau thôi. Ở đó có đài phun nước nhưng mà người ta không dùng máy bơm, mà người ta dùng là nước từ trên cao kia bơm xuống. Phía đằng sau này thì lúc nãy tôi đã quay phần trên, chính là cái cổng Khải Hoàn Môn do nữ hoàng Teresa xây dựng. Và có một ông hoàng đế đã sống ở đây đến từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi vào năm 1916. Tôi quên mất tên rồi, nhưng mà đấy là hoàng đế trị vì lâu nhất của nước Áo, cũng như là nữ hoàng Teresa, là hai vị tồn tại rất là lâu trị vì cái vương quốc này. Và vương quốc này xin nhắc lại là nó đế chế Áo Hung. Đế quốc Áo Hung thì tan rã vào năm 1918 sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất, họ bị thua. Thế từ sau đó thì các cái vùng đất khác nó mới được chia nhỏ ra. Chứ ngày trước đây thì là đế quốc Áo Hung là một đế quốc rất là lớn mạnh, bao phủ rất nhiều phần của châu Âu và Trung Âu. Các cái khu vườn ở đây thì đẹp lắm. Lá cây nó cứ xanh mướt mượt mượt ra. Các bạn nên đi vào cái tầm mùa xuân này, tôi nghĩ là đẹp nhất. Còn đâu mùa đông thì quá lạnh, mà mùa hè thì lại vẫn nóng quá. Đây, những vườn cây đẹp như thế này này. Đấy, cùng xem này. Được cái là vườn thì là nhất rồi. Nhưng mà nói về các pho tượng rồi cái cụm thì so với Ai Cập, thì khi đã đi Ai Cập thì các bạn thấy rằng là không thể có gì so sánh với Ai Cập được. Ai Cập đi trước các châu Âu này mấy nghìn năm, nhưng mà họ đã rất vĩ đại.
Các bạn nhìn thấy các con ngựa ở trong cung điện mùa hè không? Ngựa của châu Âu nó cũng to, ngựa châu Á đấy, to lắm ấy, khiếp này. To đùng luôn này. Kinh luôn. Chúng ta bắt đầu tham quan cung điện mùa hè nhá. Nếu mà mùa đông nóng quá thì đây là cái ống khói nhiệt này. Trông giống một bức tường mà lại thành ra là cái ống để thoát nhiệt. Đấy là tượng thần Hercules. Cái sàn này người ta lại không làm bằng đá hay là gạch mà lại lót bằng gỗ sồi. Đặc trưng là để cho nó đỡ bị có tiếng ồn khi mà ngựa ấy, cái đường này đường cho ngựa chạy lóc cóc lóc cóc lóc cóc, đỡ bị ồn. Đây là lối đi vào của ngựa ngày xưa. Đây là căn phòng hoàng gia trong cung điện mùa hè của đế quốc Áo. Mà đây là nơi mà bà Maria Theresa là một nữ hoàng của Áo đã xây dựng và cũng đã làm rất là đẹp luôn. Bên phòng bên ngoài là phòng lễ tân. Đây là những chùm đèn và những bức tranh vẽ ở trên căn phòng khánh tiết, phòng reception, mô tả là các cuộc chiến tranh của đế quốc Áo, rồi cảnh phát triển nông nghiệp, rồi cảnh đời sống bình thường. Để vẽ được bức tranh này là họa sĩ của Pháp và người ta phải vẽ nghiêng người, rất cầu kỳ. Sau đi khi đi thăm cung điện mùa hè thì tất cả đoàn đã tập trung để ăn bữa trưa tại một cái nhà hàng, nó gọi là nhà hàng 360. 360 độ này thì có cái view nhìn toàn cảnh thủ đô Viên của nước Áo. Đấy. Đây cả đoàn đây. Bây giờ sẽ ra nhìn view bên ngoài nước Áo. Không quay lại thì chúng ta sẽ dễ bị quên. Các góc khác nhau thủ đô Viên của nước Áo. Các bạn sẽ cùng ghé thăm rất nhanh bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc của nước Áo tại thủ đô Viên. Đây cũng là một trong những bảo tàng lớn nhất bây giờ luôn. Và lưu trữ trưng bày rất nhiều các bức tranh của các danh họa nổi tiếng thời kỳ phục hưng, cũng như các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất, đẹp nhất. Và cái cách họ trưng bày thì thật là tuyệt vời luôn. Rất là đẹp, rất là trang trọng và rất là dễ để quan sát, học hỏi. Đấy là cái cách trưng bày triển lãm của cái người dân Áo là ở một trình độ quá cao rồi. Đất nước Áo thì có thể nói đến là đất nước của những cung điện và những triển lãm nghệ thuật cũng như là âm nhạc. Những tác phẩm điêu khắc bằng đồng cũng như bằng đá. Đây là của những năm 1500 đến năm 1600 theo của Italy đây. Đây là những cái chân để nến. Những cái dụng cụ đồ dùng. Không gian bảo tàng rất là yên tĩnh. Đây là nữ hoàng của nước Áo, Teresa. Một người mà trị vì trong 10 năm đã thay đổi, biến nước Áo thành một đế quốc rất là hùng mạnh luôn trong cái thời phong kiến. Đây là chúng tôi có bữa tối ăn thuần túy món Việt Nam. Sau rất nhiều ngày ăn cơm Tây thì bây giờ chuyển sang ăn cơm ta. Đây, anh Phong đây. Có canh cá chua này, cá kho tộ này, đậu này, cải sao này, thịt bò kho này.
Và nhà hàng này thì tên là nhà hàng Sài Gòn tại thủ đô Viên. Tại thủ đô Viên, nhà hàng Sài Gòn. Cái đường của nó cũng rất to lắm, dễ tìm lắm, mà nó mở lâu đời rồi. Đồ ăn được, ok, đúng kiểu Việt Nam luôn, chứ không có tí nào bị lai đâu. Đây có cả ớt này. Ngon lắm anh ạ. Đấy, ngon lắm kìa. Mà nhà hàng này rất nhiều Tây ăn nhá, chúng ta phải tự hào là đồ ăn Việt Nam là rất hợp khẩu vị với người nước ngoài. Cơm Việt Nam ngon nhất thế giới đúng không? Rồi. Trong tập clip tổng hợp về tham quan du lịch tại thành phố Viên, thủ đô của nước Áo, trong cái tập clip tổng hợp này, tất cả anh em trong đoàn sẽ cùng đến trải nghiệm lắng nghe những bản giao hưởng của Mozart tại nhà hát giao hưởng của Viên. Đây là một cái văn hóa đặc trưng của nước Áo, đó là âm nhạc và hội họa nghệ thuật. Chúng ta cùng trải nghiệm. Và tất cả các anh em phê vượt, hãy ghi nhận công sức của tôi khi mà dành rất nhiều thời gian quay chụp. Đây là phía bên trong khi mà mọi người gửi áo khoác và cái đại sảnh để mà tất cả cùng vào. Bên kia là quầy workshop. Đây là bên trong của khán phòng chính của nhà hát giao hưởng tại Viên. Nó vẫn còn nguyên như cái ngày đầu tiên của nó. Như bãi biển luôn, không khác gì bãi biển. Đây là một cái papa đẹp nhất Việt Nam. Anh Dũng về phượt bắt đầu vào setup. Anh em thấy sân Fontana là một trong sân đắt nhất của Viên, khoảng 200 euro. Thấy vịt rời đang lội tung tăng ở ngay Papa này. Đấy, vịt rời lội thế này mà ở Việt Nam chắc bắt hết vào nồi mất, nguy hiểm quá. Sân đẹp lắm luôn ý. Hôm nay mình đã ăn một quả pa rất đẹp mà. Cảm ơn các anh. Anh Thái double, anh Khánh chắc double luôn thế. Fontana Papa lại được. Úi giời đẹp. On. Không tới được. On rồi. Hôm 3 năm tại sân Fontana ở thủ đô của nước Áo. Sân này là được, chắc là sẽ được bình chọn là số hôn đẹp nhất thế giới mất. Nó quá đẹp, với một cái hồ xanh ngắt như nước biển, long lanh. Cảnh quan rất là đẹp, view cực kỳ đỉnh. Sân thì mặt sân, chất lượng sân rất là tốt luôn. Không thể chê được một cái gì cả. 200 euro.